Xin giới thiệu với anh em, đây là món lẩu kê nhá. Đấy, ông nào mà ăn món này tối về vợ tao hạnh phúc này. Đây là sếp Tú của FC Phát Lẩu. Rồi rau tí nữa cho rau. Rồi nó bị vướng mà cho nó vào thì nó luôn nó bị vướng. À, anh ơi, lấy hộp cho mình cái lên mồi thủng không? Đúng là Thanh Hóa mình là mồi đúng không? Ngoài này người ta gọi là thìa. Đúng. Thìa là cái nhỏ. À thế à? Vẫn là mồi à? À. Nhưng mà nếu như mà ở một số tỉnh người ta không biết là mồi là gì đâu ấy. Mùi hoặc là thìa. Anh em thấy chưa? Lẩu kê chưa anh em? Đá bóng là phụ, chủ yếu là nhậu là chính anh em ạ. Sa tế nhỉ? Sa tế rồi. Ai cái đái sa tế. Sa tế cày phết đấy, chảy nước mắt luôn. Ok anh. Đây là livestream lần 2 đúng không? Lúc này là lần 3 chứ, ở sân bóng là livestream lần 1 rồi. Lần 2 rồi, xóa cái kia rồi. Livestream 1 lần rồi. Quan trọng là cái nồi lẩu này này, quan trọng là nồi lẩu này. Không, nồi lẩu này là cũng phải livestream 1 lần nữa. Đấy, 3 lần rồi. Anh tên là gì nhỉ? Anh Tân ạ. Vâng. Chúc anh Tân một ly. Một chén, một cốc chứ. Sau đây hơi phê phê rồi anh em ạ. Hóa mình là có một cái là đặc sản là nem, nhưng mà nem ở đây thì lại không phải là nem Thanh Hóa mà lại là nem Nha Trang. Đây là tôi mời bạn hóa anh một cái nem. Vâng, em bắt tay anh ạ. Ok, cảm ơn bạn nhé. Ui, bạn cho mình cái nem này. Ok, đúng rồi. Nem ấy là phải chấm với lại cái tương ớt này này. Tương ớt này mới là ngon. Chào mừng anh em đến với kênh của anh Vlog. Hoàng Anh Vlog. Anh nói rồi. Tôi đang gọi là review cái món gọi là nem Nha Trang anh em nhá. Review món nem Nha Trang nhá. Ui. Ăn rất là ngon anh em ạ. Cảm giác như kiểu như là nem chả cá chuối ấy, cái gọi là cá lóc ấy. Nhờ, cảm giác như vị chả cá lóc ạ. Này, Nam Thu này, Quy Nhơn, Nam Định này, địa chỉ này. Quy Nhơn, Bình Định chứ. À, Bình Định này, đấy. Rồi, rồi, ok. Cảm ơn Linh chưa? Anh Linh nhờ? Cảm ơn. Thế nào hôm nay là mời anh em học sinh nhật thì hay là mời khá là ngon anh em ạ, nem Nha Trang ngon lắm anh em ạ. Ngon rồi. Nhưng mà cái này nó ghi là Bình Định này, nem Quy Nhơn là Bình Định. Ok anh, đây chúc anh em nhá. Nửa. Một nửa, 50%. Ok, rồi ok. Anh em chứng kiến nhá, 50% anh em nhá. Đây anh em nhá, 50% nhá, ok nhá. Thôi, mình tắt livestream ở đây nhá.